Trần Việt Carolina TV xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay chủ nhật ngày 19 tháng 8 năm 2018, cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Charlotte tổ chức gây quỹ để phục vụ Tết năm 2019. Và đây sau đây chúng tôi có dịp tiếp xúc với bà chủ tịch cộng đồng để tìm hiểu về tại sao bà phải tổ chức Tết cộng đồng cho đồng hương tại Charlotte này. Xin chào bà, xin bà cho biết là cái năm nay ở cộng đồng tổ chức cho Tết 2019 nhằm cho mục đích gì, và bà hãy cho khán giả Đài Carolina biết là sẽ có những chương trình gì trong cái năm nay thưa bà. Dạ vâng, trước khi chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả của Đài Carolina TV và xin kính chào anh. Thưa anh và thưa quý khán thính giả của Đài Carolina TV, cũng như là mọi năm thì cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Charlotte chúng tôi tổ chức ngày mừng xuân năm nay thì kỷ hợi 2019. Bởi vì vậy cho nên tối hôm nay chúng tôi có được cái dịp để mà cùng nhau gây quỹ. Nhờ cái gây quỹ chúng tôi có được cái ngân quỹ để mà giúp chi phí cho cái ngày mừng xuân đó, ngày Tết đó. Nếu mà chúng ta không tổ chức cái ngày Tết đó, thì chúng ta không có cái dịp nào để mà bảo tồn văn hóa của chúng ta được. Cho nên dù bận rộn, chúng tôi vẫn cố gắng để mà bảo tồn cái văn hóa của chúng ta và sự hiện diện của tất cả quý vị trong đêm hôm nay nó làm ấm lòng. Bởi vì nhờ cái sự ủng hộ của tất cả quý đồng hương thì chúng ta mới có được cái ngân quỹ để mà tổ chức Tết kỷ hợi 2019 đó thưa anh. Xin thành thật cảm ơn bà và chúc bà được thành công mỹ mãn đêm nay. Vâng, xin cảm ơn anh, và đồng thời chúng tôi cũng xin kính mời quý vị thông báo cùng quý vị cái ngày Tết của cộng đồng của chúng ta tại Charlotte là ngày 27 tây tháng giêng 2019. 27 tây tháng giêng 2019 là những ngày dương lịch đó thưa anh. Đó là ngày chủ nhật. Hôm nay năm nay chúng ta qua được ngày chủ nhật là bởi vì cho các anh chị em các ngành neo đó họ có thể tham dự. Ok, cảm ơn bà. Vâng, xin cảm ơn anh và xin kính chào quý khán giả của Đài Carolina TV. Xin chào hai em. Xin hai em cho biết là cảm nhận em như thế nào khi mà cộng đồng mình tổ chức gây quỹ để mà phục vụ Tết. Thì em nghĩ đó có tốt hay là không? Yeah, em thấy I feel like with this fundraiser it really helps with us for the New Year festival. It helps bring the community together, unite us, and so that we understand what is needed in the community and what we can help with them. Right. It's extremely important to continue these traditions that were brought over here by our parents and their parents, because if we don't continue these traditions, they are lost with future generations. And so that's why we had this fundraiser tonight. Buổi dạ tiệc được kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày. Trần Việt, Carolina TV.